Nằm cả. Anh nọ máu đi, chảy máu đi đâu mà chỉnh cho thế. Thì nên anh bị hơi vào đóng á. Cực kỳ nóng luôn. Quay lại sau này có tư liệu lợi mà nặng. Điều ăn áo phải chẹt, dưới phải chẹt xung quanh con cá lại cho kính. Okay. Ừ, xong là ủ lên. Chứ đừng để dưới lòng. Hở lớn được không? Chắp nó còn tươi đạt rồi bay ra đấy. Một đọt thịt mới, một đọt cô cũng được. Ừ. Một đọt mới thì bỏ đâu nữa, con cắt cái cô đấy. Nhưng món này còn có sữa. Đây là chín nhất ạ. Thừa. Thừa sức. Cho hôn năng cá, ngã lắm nhớ nhé. Nhà chị năng năm bố là con ứng đi. Kiểu năm bố đấy à? Kiểu năm bố, đấy là kiểu năm bố. Cái này nâng cá là cũng bóp tí nặng à? Không, nâng gá, anh cũng nâng gá là phải được ra tháng. Không, nâng cá này, nâng gá này. Nâng gá đó thì phải được ra tháng này để cho anh hướng. Ừ. Để cho chị nâng gá nổi. Nâng gá anh tố thế. Chưa lấy kẹo cắt này. Không, bóp bằng tay. À, bóp tay cho ngón như thế này. Là chữ gân rửa không? Không, cái nồi sạch. Không phải sạch chứ. Có thể cho dưới bóng nữa. Ờ, để nó dưới bóng nữa. Nó dưới bóng nữa. Cái này ra hỏi là chủ dân. Chủ toàn thịt cá làm gì với chị ngoại. Nó phải đi đa mô nó thành sâu hú. Thành sâu hú cả. Mình có là chưa sạch. Tiền giáp cũng đi đấy. Tiền giáp đó. Tạm thời. Có tỷ danh mấy đứa ngô cơm này. Mình tỷ danh cơm ở đây đấy. Món đâu? Chứ khởi chứ được được đó, đừng khởi nữa, không khởi, đừng có khởi được đẹp hơn. Còn bảy bả mình, thôi, đừng khởi nữa, hẳn rửa được á. Đây là được á, chỉ ăn này rửa được. Thôi đừng bóc nữa, để còn cái đây mà có khởi hàng rã thì phải bảy thôi. Mà có nhân ếm chỉnh rồi hết. Từ đi đắp như thế. Thì một cân bảy thì cho cỡ độ 160-170 Việt Nam. Ừ. Thành ra anh cứu thế. Cầm giá. Để nó tổng vừa bóc thế này, cứ đi bóc. Cứ đi bóc phải.